Chào mừng quý vị quay trở lại với channel New TV. Như vậy, một tháng ăn ngủ cùng bóng đá đã khép lại. Chúng ta đã nói rất nhiều về chiến thắng của Tây Ban Nha trước người Anh tại chung kết trên sân Olympic Berlin sau gần 12 năm chờ đợi mòn mỏi. Một lối đá đầy sáng sủa, một lối chơi đầy hấp dẫn, một chiến thuật đầy mãn nhãn cho người xem của huấn luyện viên Luis de la Fuente tạo ra. Nhưng nếu chỉ nói và xét thành tích tập thể của Tây Ban Nha thôi là chưa đủ, còn có những người đóng góp lối chơi vô cùng xuất sắc. Chơi bóng hay, đầy tiềm năng, giàu sức trẻ sẽ là một sự thiếu sót rất lớn nếu không khen ngợi hai cặp cánh thiên thần hủy diệt châu Âu tại Euro 2024 năm nay. Cũng như tuyển Tây Ban Nha, Nico Williams và Lamine Yamal trước giải không ai chú ý đến hai chàng trai này quá nhiều, nhưng sau khi kết thúc, ai cũng phải ngước lên mà khen ngợi tài năng của hai cậu Gen Z. Hãy cùng New TV xem Nico Williams và Lamine Yamal đã làm gì, đã đóng góp chơi hay như thế nào, đã đánh bại Tam Sư ra sao để giúp Tây Ban Nha vô địch sau gần hơn 12 năm chờ đợi. Tất cả sẽ có trong video. Nico Williams, Lamine Yamal, cặp cánh thiên thần hủy diệt châu Âu. Khi đội tuyển Tây Ban Nha đã vô địch Euro 2024 theo một kịch bản vô cùng thuyết phục, La Furia Rosa toàn thắng cả 7 trận, bỏ lại phía sau những bài tiếng sừng sỏ như Ý, Đức, Pháp và đặc biệt là người Anh tại chung kết đêm vừa qua. Đoàn quân do huấn luyện viên Luis de la Fuente dẫn dắt đã san bằng thành tích ghi bàn kỷ lục của Les Bleus tại vòng chung kết Euro 1984 với 14 bàn thắng. Hỏa lực mạnh mẽ của đội bóng mang tên xứ sở bò tót mang lại một nguồn cảm hứng vô cùng lớn từ đôi cánh tấn công Nico Williams, Lamine Yamal tại Euro 2024 năm nay. Nico Williams tên đầy đủ là Nicolas Nico Williams Arthur, sinh ngày 12 tháng 7 năm 2002, là một cầu thủ thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh cho câu lạc bộ La Liga Athletic Bilbao và là một chân sút trẻ trở thành trụ cột của Tây Ban Nha trong hành trình chinh phục cúp vô địch Euro 2024. Chàng trai trẻ này có một gia đình rất đặc biệt khi có bố từng làm việc tại sân Stamford Bridge của Chelsea với vai trò nhân viên xé vé cho khán giả. Anh trai của Nico là Inaki Williams, hiện đang khoác áo cho đội tuyển Ghana. Theo đó, bố của Nico Williams là ông Felix Williams và mẹ là bà Maria Arthur là những người gốc Ghana nhưng đến Tây Ban Nha sinh sống. Rất thú vị khi cả hai anh em trong gia đình đều đang chơi bóng cho câu lạc bộ Athletic Bilbao tại La Liga, nhưng Nico Williams lại chọn thi đấu cho đội tuyển Tây Ban Nha, trong khi người Anh là Inaki Williams lại chọn khoác áo cho tuyển Ghana, quê hương của bố mẹ anh ấy. Còn Lamine Yamal, tên đầy đủ là Lamine Yamal Nasauri Ebana. Cha của Yamal là người Morocco, còn mẹ đến từ Guinea Xích Đạo, nhưng anh lớn lên ở Mataró, một vùng ngoại ô của Barcelona. Sinh ngày 13 tháng 7 năm 2007, tức năm nay mới 17 tuổi, một độ tuổi còn đang rất trẻ. Đã có thể lấy một ví dụ chứng minh cụ thể rằng là nếu World Cup 2030 diễn ra sau 6 năm nữa, thì cậu nhóc Lamine Yamal này mới chỉ 23 tuổi mà thôi. Tức là cậu Lamine Yamal này có thể chơi 4 hoặc thậm chí đến 5 kỳ World Cup trong tương lai là điều có thể làm được nếu có một phong độ hay và ổn định từ mùa giải. Munir Nasaruri, cha của tiền đạo 17 tuổi Lamine Yamal đã từng nói: "Tôi biết Yamal sẽ trở thành ngôi sao khi nó vừa sinh ra. Bất kỳ người cha nào cũng muốn con mình trở thành người giỏi nhất." Nasaruri chia sẻ với báo giới tại Raca Fonda Mataró Barcelona: "Con trai tôi tuyệt vời nhất, không chỉ trong bóng đá mà còn trong cuộc sống. Nó là một đứa trẻ được Chúa ban phước lành. Điều đó rất quan trọng và chúng ta phải biết trân trọng." Lời nói của ông đã trở thành sự thật khi Lamine Yamal thi đấu rất ấn tượng tại kỳ Euro năm nay. Cái độ tuổi mà nhiều người còn đang vui chơi giải trí đang tuổi ăn học thì cậu nhóc Lamine Yamal của câu lạc bộ Barcelona và đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha đã gieo sầu cho các đội bóng lớn khắp châu Âu như Croatia, Đức, Pháp và đặc biệt là người Anh trong trận chung kết vừa qua. Lamine Yamal được các tuyển trạch viên của đội bóng xứ Catalan phát hiện và đưa về La Masia khi mới 5 tuổi. Anh nhanh chóng được đánh giá là một tài năng có triển vọng, thăng tiến thần sâu qua các cấp độ trẻ của Barca và đủ khả năng thi đấu vượt cấp với những cầu thủ hơn tuổi. Yamal đã thi đấu trong màu áo U16 khi mới 13 tuổi và tỏ rõ sự vượt trội của mình so với những cầu thủ đồng trang lứa. Những ngày qua, cổ động viên thích thú với bức ảnh Messi tắm cho Yamal khi mới 5 tháng tuổi. Bức ảnh này là kết quả của chiến dịch xuất bản lịch từ thiện năm 2007. Ba tổ chức tham gia gồm The Sport, Quỹ từ thiện Barca và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF. Có lẽ, được vía được Messi tắm cho khi còn bé mà cậu nhóc này thi đấu rất hay tại Euro và được xem như là biểu tượng Messi mới trong tương lai của đội bóng xứ Catalan. Bước vào trận đấu với người Anh, so với trận đấu trước,
Anh có một sự thay đổi đáng chú ý khi đối nhau ở trận chung kết. Ông Southgate đảm nhiệm cho Luke Shaw đá chính ngay từ đầu thay vì Kieran Trippier. Luke Shaw có nhiệm vụ ngăn chặn tiền đạo trẻ mới bước sang tuổi 17 là Lamine Yamal. Suốt 45 phút đầu tiên, Luke Shaw đã bỏ túi thành công khiến Lamine Yamal tắt điện. Hậu vệ đầy kinh nghiệm của Manchester United luôn thắng trong các pha tranh chấp và đối đầu với Lamine Yamal, anh khiến cho cậu nhóc Yamal không có khoảng trống để chơi bóng. Phía bên cánh đối diện, Kyle Walker cũng có một hiệp một không kém cạnh. Trong hiệp một, Nico Williams gặp nhiều khó khăn khi đụng độ một hệ thống phòng ngự được tổ chức bài bản và kín kẽ của đội tuyển Anh. Nico Williams bị Kyle Walker kèm sát như hình với bóng và không có nhiều khoảng trống để độc diễn hay thực hiện các đường phối hợp. Quá bế tắc trước một Luke Shaw và Kyle Walker tràn đầy kinh nghiệm, hai ngôi sao của tuyển Tây Ban Nha, Nico Williams và Lamine Yamal quyết định đổi cánh cho nhau. Điều này tưởng chừng sẽ được lặp lại vào hiệp 2 khi bắt đầu. Thì ngay phút thứ 47, hai cầu thủ này đã quay trở lại hai cánh sở trường quen thuộc của mình. Tây Ban Nha đã tìm được bàn thắng mở tỷ số đầu tiên trong trận đấu từ một pha tấn công bên phía cánh phải của Lamine Yamal, thể hiện sở trường đi bóng của mình, đi bóng vào trung lộ rồi tung đường truyền như đặt để Nico Williams dứt điểm chéo góc, hạ gục thủ môn Jordan Pickford bên phía tam sư. Lamine Yamal và Nico Williams có sự thay đổi đột ngột đã khiến đội tuyển Anh choáng váng và nhận bàn thua. Một khoảnh khắc rực rỡ và bay bổng, một bàn thắng mẫu mực được tạo nên tại Berlin, một sự kết hợp tuyệt đỉnh giữa những con người trẻ trung đại diện cho một thế hệ mới kế tục và phát huy những di sản lớp trước. Ghi bàn trong một trận chung kết Euro, sân khấu bóng đá đỉnh cao hẳn nhiên là một dấu mốc để đời với cá nhân Nico Williams. Ngoài Nico Williams và Lamine Yamal, sẽ thật thiếu sót nếu chúng ta bỏ quên hậu vệ trái Marco Cucurella. Bàn thắng của Nico Williams như cởi bỏ nút thắt tâm lý, giúp các đường lên bóng của La Rosia càng trở nên khoan thai và khoáng đạt hơn. Những cơn thủy triều đỏ tạo ra một sự cuồng nộ, liên tục uy hiếp và đe dọa thường xuyên lên con đê chắn màu trắng. Hậu vệ cánh trái Marco Cucurella, người đã có đường căng vào tuyệt đẹp từ cánh trái để Mikel Oyarzabal ghi bàn. Phút thứ 86, Mikel Oyarzabal, cầu thủ được huấn luyện viên Luis De La Fuente tung vào sân trước đó, đã băng vào dứt điểm cận thành, tung lưới thủ thành Jordan Pickford của tam sư sau đường kiến tạo căng ngang như đặt vô cùng chính xác của hậu vệ cánh Marco Cucurella, nâng tỷ số lên 2-1 và ấn định hạ gục người Anh. Thực tế, Cucurella đã hay từ đầu Euro 2024 và việc Anh tỏa sáng ở trận chung kết xét cho cùng là điều quá bình thường. Về phần tuyển Anh, Pickford chắc chắn là cầu thủ hay nhất của họ, bất chấp đội nhà đã phải vào lưới nhặt bóng đế 2 lần. Jude Bellingham cũng tạo được ấn tượng cho đường kiến tạo cho Cole Palmer lập công. Ở chiều ngược lại, Harry Kane hay Phil Foden là hai người chơi rất tệ bên phía tam sư. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Jordan Pickford, Yamal có lẽ đã có thể điền tên lên bảng điện tử không dưới một lần. Dù vậy, một đường kiến tạo trong trận chung kết là quá đủ để Lamine Yamal trở thành một trong những cầu thủ hay nhất của La Rosia. Với Nico Williams, bên cạnh những cái tên như Lamine Yamal, Daniel Olmo hay Fabian Ruiz, thì Nico Williams là gương mặt chủ chốt và có nhiều đóng góp trên hành trình bước lên đỉnh châu Âu lần thứ tư của Tây Ban Nha. Anh đã được UEFA trao cầu thủ xuất sắc nhất trận, một phần thưởng quá xứng đáng cho chàng trai mang số áo 17. Còn với pha kiến tạo của Lamine Yamal cho Nico Williams ghi bàn trước người Anh, Lamine Yamal đã đi vào lịch sử là cầu thủ đầu tiên có 4 pha kiến tạo tại một vòng chung kết Euro khi còn rất trẻ. Tài đang 17 tuổi khép lại giải đấu trên đất Đức với 4 đường dọn cỗ cho các đồng đội điền tên lên bảng điện tử cùng với một bàn thắng. Lamine Yamal tạo ra số cơ hội nhiều nhất ngày hội bóng đá châu Âu và thiết lập một loạt cột mốc chưa từng có. Không ai xứng đáng hơn Lamine Yamal cho danh hiệu cầu thủ trẻ hay nhất Euro 2024. Ngay trong lần đầu tiên dự Euro, sao trẻ Barcelona tỏa sáng rực rỡ khi in dấu dày vào cả 5 bàn thắng, trong đó có 4 pha kiến tạo. Có thể nói, Lamine Yamal đang sống trong những ngày tươi đẹp và hạnh phúc nhất kể từ khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp. Một ngày sau khi sinh nhật của Lamine Yamal kết thúc, Lamine Yamal cùng các đồng đội bước ra đường hầm Olympic Berlin để thi đấu chung kết Euro 2024 và lại có thêm một màn trình diễn làm nức lòng người hâm mộ Tây Ban Nha. Trước khi thi đấu chung kết, cầu nhóc 2007 này cũng gieo sầu cho nhiều cầu thủ lớn tuổi hơn mình và cho thấy rằng Lamine Yamal góp phần rất lớn cho Tây Ban Nha như thế nào là điều chúng ta đã thấy rõ tại Euro năm nay của anh ta. Và một điều đặc biệt và thú vị khi cả hai cùng đón sinh nhật với nhau ít ngày và chiếc vô địch Euro năm nay có lẽ sẽ là món quà ý nghĩa với cả Lamine Yamal và Nico Williams. Sức bật từ cặp cánh trẻ trung có thể trở thành tiền đề cho bóng đá Tây Ban Nha mở ra kỷ nguyên thống trị mới ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Nếu Lamine Yamal và Nico Williams phát triển đúng hướng,
La Furia Roja sẽ đủ cơ sở tái hiện giai đoạn hoàng kim 2008-2012 như cách mà các tiền bối đã làm như Carles Puyol, Xabi Alonso, David Silva, Jordi Alba, Torres, Juan Mata và nhiều các tiền bối khác. Một thế hệ lừng danh, khuấy đảo châu Âu, một thời hủy diệt mọi đối thủ khi đối đầu và không ngán bất cứ ai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Các bạn đánh giá hai cầu Gen Z này như thế nào? Hãy để lại bình luận bên dưới video nhé. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để ủng hộ New TV. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.